Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Miền Bắc đang trải qua một đợt mưa lũ lớn nhất lịch sử. Những ngày qua, mưa to sầm sập ở miền Bắc làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Dự báo chiều tối 11 tháng 9 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến từ 30mm đến 70mm. Cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái từ 50mm đến 100mm. Cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm 11 tháng 9, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ giảm mưa với lượng phổ biến còn từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này với lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, cục bộ trên 250mm. Từ đêm 11 tháng 9 đến chiều 12 tháng 9, phổ biến từ 30mm đến 70mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn xảy ra làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ Sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và Thanh Hóa. Các địa phương có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 riêng Yên Bái ở cấp 2. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Lũ trên sông cầu dâng cao quá nhanh chỉ trong một đêm hơn 9.000 người ở xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị cô lập hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ lớn sau bão số 3 khiến nhiều nơi ở Bắc Giang bị ngập nặng. Lũ tràn qua đập đá vào xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, khiến cả xã chìm trong biển nước. Đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, đường đi vào xã Vân Hà vẫn bị chia cắt bởi mưa lũ. Hiện tại, thuyền, xuồng là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân tại Vân Hà để họ hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản. Chị Nguyễn Thị Lương ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà cho biết, gia đình chị chưa bao giờ thấy cơn lũ nào lớn khiến nước dâng cao như vậy. Lũ khiến toàn bộ xã bị cô lập chỉ trong một đêm. Nước lên nhanh cũng nhấn chìm toàn bộ hoa màu của người dân. Ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn chia sẻ, đây là trận lũ lớn nhất trong khoảng 40 năm qua lũ ở đây thì năm nào cũng bị nhưng năm nay ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi ông nguyễn đình mỹ chủ tịch xã vân hà thị xã việt yên tỉnh bắc giang cho biết rất lâu rồi địa phương mới lại có một trận lũ lớn như thế này nước lên rất nhanh chỉ trong một đêm toàn xã đã bị cô lập khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hiện trên địa bàn xã bị cắt điện hoàn toàn ông mỹ cho biết thêm xã đã triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân đảm bảo không thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị cô lập. Cũng theo ông Mỹ, nhiều chỗ đã ngập sâu từ 1,5m đến 1,7m. Người dân phải kê cao đồ đạc và đưa gia súc, gia cầm lên các vị trí cao trong nhà để tránh bị lũ cuốn trôi. Tối mùng 10 tháng 9, ông Giang Tuấn Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp danh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của do gì nước. Công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Thời điểm 22 giờ ngày 10 tháng 9, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn. Cùng với việc Thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy, đã khiến lũ trên sông Lô lên cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Tối mùng 10 tháng 9, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 tại tỉnh Tuyên Quang. Chiều tối mùng 10 tháng 9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư huyện ủy Bắc Hà tỉnh Lào Cai, xác nhận thông tin về việc mưa lũ đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc trên địa bàn. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất đá từ trên sườn núi xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á nậm lúc, gây sập làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Bản Cái đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 50 người để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ của phương tiện, máy móc chuyên dụng mà hoàn toàn thủ công, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Huyện Bắc Hà cũng đã cử một đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Nhưng do đường bị sạt lở đất nhiều khu vực, nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, trong khi đi công tác qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc, thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ trưa mùng 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và một người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Cũng trong chiều mùng 10 tháng 9, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và đưa người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc. liên quan đến vụ lũ quét vùi lấp cả thôn ở tỉnh lào cai bác sĩ phạm hồng việt giám đốc bệnh viện đa khoa huyện bảo yên tỉnh lào cai cho biết đội ngũ y bác sĩ nhân viên bệnh viện tập trung tối đa để điều trị cho bệnh nhân hiện có hai ca thở máy các ca còn lại trong tình trạng chấn thương khác nhau như gãy xương nội chấn thương tổn thương vùng da đặc biệt là sang chấn tâm lý chưa hết bàng hoàng sau trận sạt lở anh đặng xuân giang 32 tuổi, thôn làng nủ kể lại. Dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả, xé toang từng căn nhà. Vợ và con anh không kịp chạy, bị nước cuốn trôi đoạn ngắn. May mắn ít phút sau, cả hai được hàng xóm cứu giúp thoát khỏi tử thần. Hiện vợ và con của anh Giang đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Bảo Yên. Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, chị Hoàng Thị Dịp ở thôn Làng Nủ gần như suy sụp hoàn toàn khi con đang trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, con mẹ ruột của chị bị nước cuốn hiện vẫn chưa được tìm thấy. Theo bác sĩ Phạm Hồng Việt, nhiều nạn nhân đến đây còn chưa rõ thông tin, không có người nhà. Vì vậy, ban giám đốc bệnh viện yêu cầu nhân viên tích cực chăm sóc, giúp đỡ sinh hoạt và ổn định tâm lý. Trong những ngày này, đơn vị đảm bảo quân số và duy trì nghiêm chế độ trực 24 trên 24 giờ, kịp thời thực hiện công tác điều trị, chăm sóc nạn nhân bệnh viện đã bố trí kiếp cấp cứu lưu động 6 người, gồm 2 bác sĩ, 4 nhân viên y tế túc trực tại hiện trường. Để khi tiếp nhận nạn nhân, lập tức